Đâu có chuyện này à? Ở đây có chuyện mà, đây đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện là có công mài sắt, có ngày nên kim. Cũng là một câu thành ngữ của Việt Nam chúng ta. Câu này thì mình nghĩ rằng đây là một câu chuyện rất là ý nghĩa đấy. Ngày xưa có cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngáp rắn ngáp dài rồi bỏ dở. Những lúc cậu cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu rồi lại viết nguệch ngoạc trông rất xấu. Một hôm, trong lúc đi chơi, cậu nhìn thấy một bà cụ tay cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá ven đường, thấy lạ cậu bèn hỏi: "Bà ơi, bà làm gì thế?" Bà cụ trả lời: "Bà mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu quần áo." Cậu bé ngạc nhiên: "Thỏi sắt to như thế, làm sao mà bà mài thành kim được?" Bà cụ ôn tồn giảng giải: "Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó sẽ thành kim. Giống như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một tí, một ít, sẽ có ngày cháu thành tài." Cậu bé hiểu ra, quay về nhà và học bài. Thực ra câu chuyện này nó hơi xạo lồn một tí. Anh em ạ, mài một thỏi sắt vào thành kim thì đéo bao giờ làm được. Anh em nhìn thấy cái kim thì mẹ nó mịn màng, đầu nó nhọn này. Đây. Mài sắt vào thành kim thì nó quá là vô lý. Chắc chắn câu chuyện này là một câu chuyện xàm lồn. Tuy nhiên, tôi lại đánh giá cao phần sau của câu chuyện. À, phần sau khi mà bà cụ ôn tồn giảng giải: "Mỗi ngày mài một thỏi sắt nhỏ đi một tí, nó sẽ thành kim giống như mỗi ngày cháu đi học, cháu sẽ thành tài." Đấy, cái phần sau là cái phần là nó rất là có ý nghĩa. Còn phần đầu đây là phần xàm lồn. Theo cái lý thuyết của mình thì đây chính là bà cụ này chắc chắn là có họ hàng xa với cả thằng cháu. Nhận thấy thằng cháu hay lười quá nên cố tình là ra ngoài đường chặn đường nó để mài thỏi sắt. Thằng này thì cũng hơi ngu, kiểu gì thằng này thấy làm thì cũng phải gọi là tò mò. Thằng này là bản năng tò mò là rất là nhiều, thấy thế nên hỏi hỏi tranh thủ đấy, người ta gọi là đá đểu đấy. Đấy, đít mẹ mày câu chuyện đấy, tao mài thỏi sắt để thành kim đấy. Nhân một câu chuyện đấy là tao cố gắng đá đểu cho mày là thì mẹ mày phải chăm chỉ học, chứ mày học thế này thì mày giỏi thế luôn là được. Nhưng mà bà này bà biết tầm này ấy mà bảo cái thằng lồn này là mày phải chăm học nó mới giỏi được thì sau này mày mới thành tài được thì nó đéo nghe. Thế nên mình phải đi mẹ phải tự nhiên mình phải đưa một chủ đề A xong mình nói lệch sang chủ đề B đấy thì thằng này nó mới chịu nghe. Thực ra đây là một cái phương án cũng khá là hay, người ta gọi là gì à, phương án này người ta hay gọi là gì à? Đây là chiến thuật fake A đánh bom xây B. Đúng rồi, fake A đánh bom xây B, giả vờ làm công việc A nhưng mục đích của mình lại là mục đích đánh vào bom xây B. Thằng này là thằng bị lừa rồi, thằng này thấy nó búc quả flash ra, thế là cứ tưởng là để con mẹ mày nó đánh bom xe B thật, à đánh bom xe A, thế là gọi hết đồng đội bách về A, hỏng, dương đông kích tây, đúng như một bạn trên kênh nói, thế là nó đánh vào B, thế là thằng này bị lừa. Nhưng mà đúng là đối với mấy anh trẻ con này phải lừa nó như thế. Thật sự là câu thành ngữ này khá là ý nghĩa. Có công mài sắt có ngày nên kim. Thực ra ngoài đời thì đéo làm được đâu, nhưng mà áp dụng vào, nếu mà các bạn làm theo nghĩa đen thì tôi thề các bạn là các bạn tầm như các bạn bây giờ đéo ra làm được đâu. Tôi cho các bạn thỏi sắt đấy, tôi đố bạn nào mài thành kim ấy, tôi đố luôn. Giờ thì chúng ta không có kiên nhẫn như thế này, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa sâu xa, nó cũng khá là hay. Có nghĩa là làm cái gì thì các bạn phải chăm chỉ một chút, chứ các bạn không thể được kiểu là làm tí các bạn chán. Giống như bọn mình thì tôi làm caster cũng vậy. À, địt mẹ lúc nhiều người thì thích đúng không? À, viewer đông vui, các bạn khen thì thích. Nhưng đến lúc mà các bạn đi mẹ chê vài câu cái lại chán, lại dỗi cái thứ thì không được. À, lại quay ra các kiểu là không được. Nghĩa là chúng ta phải chăm chỉ, phải cố gắng. À, làm cái gì nó phải liên tục, phải triền miên. Nó phải cố gắng, nó phải có sự tiến bộ. Chứ không thể có kiểu là đi mẹ làm tí lại chán được. Như bắn CSGO cũng thế thôi. Bắn thua round cái bảo thôi chán lắm rồi, như kiểu DVD đấy các bạn em. DVD là một ví dụ điển hình. À, bắn thua mỗi trận nó solo em về em bỏ game, nghỉ game em thôi nọ đây kia. Địt con mẹ. Thế thì giỏi thế luôn là được. Địt mẹ mình stream trên kênh mình còn thua bao nhiêu trận nhưng mình còn chả thấy nghỉ game. Đó đầu địt mẹ đến lúc sâu mắt thì lên gáy vãi à luôn. Địt mẹ mới thằng quát con này tuổi gì. Ra bắn thì tay run, ui, tay run cầm 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 này thì địt mẹ thì bắn cái lồn gì nữa. Đấy, đấy là một ví dụ điển hình. Nó phải chăm chỉ.
chứ địt mẹ về cứ bắn là thắng luôn, ai chả thích. Cuộc đời ai chả thích, địt mẹ làm gì cũng thành công luôn, tôi cũng thích. Vâng, ra ngoài đi làm thêm cái địt mẹ lương 10 triệu. Úi giời ơi, địt con mẹ mày xã hội dễ vãi lồn. Đấy, nói thế cho là buộc. Xã hội này nó dễ vãi lồn. Địt con mẹ làm đéo chứ có chuyện thế. Đi làm thêm thì lương nó phải được 2 triệu, 3 triệu, lên 4 triệu, 5 triệu. Ra làm cái 15 triệu thì địt mẹ mày đúng là dễ vãi lồn. Bố mày đi học đại học xong, bố mày ra đi làm luôn. Tiền kiếm dễ vãi lồn nhá. Không có chuyện đấy đâu. Làm cái gì phải chăm chỉ. Tất nhiên là ngoài đời thì cũng có những người có, người ta có tài bẩm sinh, các bạn phải hiểu ạ. Có những cuộc đời có những người có tài bẩm sinh rồi, ừ, người ta có lợi thế một chút, xuất phát điểm. Hoặc là có những người là gia đình. Nhưng nếu các bạn không chăm chỉ thì kể cả gia đình các bạn như thế nào thế nọ thế kia, rồi các bạn cũng phá nát hết mọi thứ thôi. Các bạn phải biết trân trọng những cái gì mình có, chăm chỉ một chút thì mọi việc nó thành công nó mới đến được. Cứ cố gắng đi, thành công nó sẽ đến sau, nó sẽ từ từ nó đến, nó có thể nó đến một lúc các bạn bất ngờ nhất. Nó sẽ đến một cách ngỡ ngàng, làm cho bạn sốc chẳng hạn. Đấy, đại loại nó là như thế. Thế nên chúng ta phải cố gắng, đấy, chứ phải chăm chỉ. Làm gì thế thôi, kể cả bán CS thế cũng phải chăm chỉ. Chứ không có chuyện là địt con mẹ mày vào chơi cái giỏi luôn. Ôi trời ơi, chơi cái giỏi luôn tôi cũng muốn, địt mẹ mày ai chẳng muốn. Đúng không? Trả lời câu ở dưới đi anh. Ờ nhỉ, câu hỏi. Lúc đầu cậu bé học hành thế nào? Rất dễ, lúc đầu thằng này học ngu. Chắc chắn là thằng này học ngu rồi. Địt con mẹ mày cầm quyển sách chỉ đọc vài dòng đã ngáp rắn ngáp dài, thì học cái lồn gì nữa. Vâng, bình thường người ta gọi là đi học làm bài tập về nhà đầy đủ, còn vẫn đang ngu. Đây lại còn gọi là cầm quyển sách chỉ đọc vài dòng đã ngáp rắn ngáp dài. Thằng này thì địt mẹ chỉ hợp đi ngủ thôi chứ học hành lồn gì. Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì? Vâng, cậu bé thấy bà cụ đang cầm miếng sắt mài xuống tảng đá. Câu trả lời rất chính xác. Bà cụ giảng giải như thế nào? Bà cụ giảng là mày phải học chăm vào. Mày phải học chăm, mỗi ngày mày học một ít thì sau này mày sẽ thành tài. Còn nếu mày cứ lười như thế này thì địt mẹ mày sau này mày chỉ có đi nhặt rác thôi con ạ. Đấy. Câu chuyện này khuyên em điều gì? Câu chuyện khuyên em là phải chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc thì thành công nó mới đến được. Ok. Rất cảm ơn anh em ngày hôm nay đã theo dõi buổi stream của mình. Có lẽ là buổi stream ngày hôm nay của mình sẽ tạm dừng ở đây. Giờ thì cũng đã là 12 giờ rồi, 4 tiếng rồi chứ không phải ít đâu. Các bạn thấy mình nói từ lúc 8 giờ phân tích stream, xong bắt đầu chơi game, giờ đọc chuyện anh em, chuyện đêm khuya, giờ 4 tiếng rồi. Thôi, có lẽ là rất là cảm ơn anh em ngày hôm nay đã ủng hộ mình trong buổi stream. Đến lúc là kênh phải off rồi. Goodbye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào tuần sau. Tuần sau thì sẽ có thêm mấy ngày nghỉ nữa. Còn từ ngày mai đổ đi thì sẽ là phải ít mây giờ. Trên kênh em là nắng. Ôi. Cảm ơn anh đã kể chuyện. Thank you Phương Thảo nhá. Thôi hôm nay anh nghỉ sớm, ngày mai anh phải cắt giải rồi. Mong anh em thông cảm. Ngày mai mình phải cắt giải rồi, hôm sau mình sẽ đọc cho anh em câu chuyện khác. Còn từ ngày mai đổ đi đến hết cuối tuần là đến chủ nhật là mình sẽ không stream gì nữa. Tại vì bọn mình phải tập trung vào cho Anfield bây giờ, giải đấu lớn nhất trong năm. À quên nhầm. Con IM Katowice, giải đấu lớn nhất trong năm. Nhầm. Sorry anh em. Thì đây là kỳ major nên tất cả đội scatter phải tập trung vào giữ thể lực và có chuyên môn để có được cho mình những thông tin cần thiết của trận đấu mình cắt. Ok. Thank you anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào tuần sau, thứ hai tuần sau.